Xin chào tất cả anh chị, xin rất vui được gặp lại các anh chị trên kênh YouTube Radiology Share với bài là siêu âm chống chấn thương. Thì chúng ta biết là cái siêu âm chống chấn thương á, và là một cái phần trong cái mục là siêu âm cấp cứu ha. Đây là một cái công việc rất là thường ngày của các bác sĩ siêu âm, và theo cảm nhận riêng của tôi đó, thì khi chúng ta làm siêu âm cấp cứu đó thì đây là một cái công việc rất là thú vị, bởi vì nó đem lại cái giá trị thiết thực và đóng góp rất là nhiều cho các anh lâm sàng, để chúng ta có những cái quyết định phù hợp và giúp góp phần là chúng ta sẽ cứu sống được bệnh nhân. Một số trường hợp chúng ta sẽ quyết định ngay và để cứu sống bệnh nhân. Ngay từ những cái ngày đầu tiên tôi đi làm đó, thì lúc làm siêu âm ban đầu đó thì đối với làm cấp cứu đó thì tôi cũng rất là sợ ha. Bởi vì là mình không biết mình xử trí như thế nào khi gặp dù cấp cứu vô máu me rồi say xỉn rồi thời gian khảo sát thì rất là nhanh, bây giờ mình chẩn đoán cái gì ở đây. Thì phần lớn chúng tôi biết là siêu âm trong cấp cứu đó thì chúng ta coi dịch ha, dịch ha. Và một phần cái lỗi lo sợ nữa, những người mới làm đó thì hay sợ là chúng ta mà có thể bỏ sót tổn thương hay không. Ví dụ sợ nhất là giả sử như siêu âm gan mà đã mình siêu âm mình nói gan không có, mình siêu âm mình chỉ ghi nhận dịch thôi mà không thấy gan có gì, mà mổ ra giả sử như mình nhân có mổ ra mà có vỡ gan vỡ lách thì liệu mình có vấn đề gì không. Thì hy vọng là qua cái bài này thì giúp cho chúng ta có một cái nhìn thực tế hơn về cái góc độ siêu âm ha, và sẽ giúp cho các bác sĩ mà chúng ta làm cấp cứu chúng ta tự tin hơn. Bác sĩ siêu âm cấp cứu chúng ta tự tin hơn để chúng ta ra mình biết là trên siêu âm cấp cứu thì chúng ta cần chú ý vào cái gì, và những cái gì thì chúng ta có thể là từ từ chúng ta xem sao cũng được ha. Và đặc biệt đó thì xem cấp cứu hiện tại đó thì không phải chỉ có coi dịch không, mà hiện tại thì mình sẽ xem thêm các cái tổn thương chứa khí khác ấy, đặc biệt là đánh giá trong cái tràng khí màng phổi. Đây cũng là một trong những cái tổn thương mà có thể gây bệnh nhân tử vong nếu mà chẩn đoán không kịp thời. Và hiện tại thì cái trong chẩn đoán cái tràng khí màng phổi nó sẽ được đưa vào trong cái protocol về đánh giá cái trong cấp cứu thường quy ha. Rồi. Chúng ta vào phần mục tiêu của cái bài giảng. Thứ nhất là nhận diện được các vai trò các phương tiện như đó hình ảnh. Thì trong cái cấp cứu đó thì không phải chỉ có cái siêu âm, mà chúng ta còn một số cái phương tiện để chúng dùng trong cấp cứu khác, trong đánh giá trong cái cấp cứu ha. Như vậy thì chúng ta sẽ nói sơ qua các cái vai trò của các phương tiện này. Cái thứ hai thì nói chung xem trong cấp cứu thì người ta đề cập đến kỹ thuật FAST, thì mình sẽ đánh giá của FAST là gì và các cái tính chất liên quan. Cái thứ ba là cái này cũng là một cái đặc biệt quan trọng, đó là chúng ta nói được năm vị trí cơ bản trong cái kỹ thuật FAST. Thì cái theo những cái tài liệu mà tôi có trước đó, thì kỹ thuật FAST thì trong những cái năm trước đó, thì kỹ thuật FAST chỉ có 4 vị trí thôi, nhưng mà trong cái cập nhật từ khoảng năm 2014 đó, thì mình sẽ có 5 cái vị trí khảo sát, mình thêm một vị trí nữa. Thì một cái vị trí này khảo sát quan trọng trong cái đánh giá cái tràng khí màng phổi mà mình sẽ được giới thiệu trong kỹ thuật FAST. Và một cái mô tả mà kỹ thuật FAST đầy đủ đó là người ta gọi là kỹ thuật eFAST hay là FAST mở rộng. eFAST hoặc là FAST mở rộng thì mình sẽ có thêm một số cái vị trí khác. Vậy nếu có thời gian thì mình làm hết, còn nếu không có thời gian thì mình chỉ làm cơ bản thôi, năm vị trí cơ bản đó, thì tùy theo tình huống chúng ta sẽ có thể sử dụng ha. Và cuối cùng đó là thực hiện thuần thục các mặt cắt cơ bản của kỹ thuật FAST và eFAST. Thì hy vọng là qua video thì qua video và mô tả kỹ từng cái vị trí chúng ta đánh giá đó, thì hy vọng là chúng ta cũng có chúng ta cũng có thể thực hiện hoặc cắt được ha. Bởi vì thực tế là mặt cắt FAST thì đối FAST hoặc là eFAST thì đối với nếu mà các anh chị làm trong lớp xem cơ bản thì chúng ta học rất nhanh thôi chứ không có gì khó khăn. Ở đây chỉ có những cái anh chị nào mà chúng ta không thuộc về cái khóa siêu âm, không thuộc về các anh chị đã từng học siêu âm đó, thì như vậy cái mặt cắt này thì đòi hỏi chúng ta phải được tập luyện nhiều thôi. Nhưng mà đối với những người mà đã có từng học lớp siêu âm rồi thì FAST và eFAST chúng ta làm rất nhanh thôi chứ không có gì khó khăn cả. Cái nội dung thì chúng tôi sẽ đầu tiên là sẽ giới thiệu với các bạn các cái phương tiện cho nó hình ảnh để trong cái cấp cứu. Thứ hai là tôi sẽ giới thiệu về cái FAST và eFAST, và thông qua là các cái mặt cắt cơ bản và cách đánh giá. Và cuối cùng chúng ta nói tới về cái giá trị của FAST trong cái siêu âm trong cái đánh giá cấp cứu. Chúng ta vào phần đầu tiên đó là các cái phương tiện cho nó hình ảnh. Thì chúng ta biết là nói tới siêu âm cấp cứu đó,
Nói tới cái cấp cứu, đánh giá trong cấp cứu thì chúng ta có phương tiện đầu tay đó là siêu âm, và hay còn gọi là cái siêu âm tại giường. Thì chúng ta biết là siêu âm tại giường là một cái phương tiện nhanh, cơ động, rẻ tiền và chẩn đoán hầu như là trong cấp cứu cũng là được phương tiện lựa chọn hàng đầu, bởi vì chẩn đoán rất là tốt dịch ổ bụng, dịch màng phổi, tràn khí màng phổi. Đó là trong chấn thương. Cái thứ hai là trong những bệnh lý bụng cấp thì siêu âm đánh giá rất là tốt các bệnh lý bụng cấp, ví dụ viêm ruột thừa, tắc ruột, thủng tạng rỗng, vân vân, rất là nhiều bệnh lý bụng cấp mà siêu âm có thể chẩn đoán được. Như vậy thì siêu âm là một cái phương tiện lựa chọn đầu tay. Thì hiện tại đó thì đối với các cái đơn vị cấp cứu đó thì thường là người ta trang bị thêm một cái máy siêu âm. Thì máy siêu âm này có thể cho bác sĩ siêu âm lên làm, hoặc là các bác sĩ cấp cứu nếu được huấn luyện thì chúng ta vẫn có thể làm siêu âm tại giường luôn. Thì đây là một cái vấn đề rất là thuận lợi. Tuy nhiên cái hạn chế của siêu âm đó chính là cái, theo tôi nghĩ cái hạn chế cao nhất của cái siêu âm đó chính là phụ thuộc cho người làm. Nếu người làm mà chúng ta đánh giá một cách sơ sài, tôi nghĩ là cái vấn đề chính ở đây chính là người làm đánh giá hình ảnh siêu âm một cách sơ sài thì thông tin trên siêu âm nó có thể là không được như ý của chúng ta. Thế còn nếu mà người làm mà đánh giá hình ảnh một cách tỉ mỉ và chi tiết, và chúng ta coi như là có một cái đánh giá tổng quan tỉ mỉ chi tiết, thì như vậy thì trên cái hình ảnh siêu âm nó sẽ cung cấp cho chúng ta rất nhiều thông tin. Và phương tiện thứ hai cũng làm trong cấp cứu nữa, đó chính là cái X-quang tại giường. Thì cái X-quang tại giường nó cũng là một cái phương tiện khá tốt trong đánh giá, đặc biệt đánh giá bệnh lý xương với lồng ngực, xương và lồng ngực. Thì thực ra thì X-quang tại giường thì chúng ta thấy đối với phần bụng, phần chấn thương thì chủ yếu coi có phần gãy xương thôi, với phần tổn thương của phổi, tổn thương của ngực. Trong một số cái tình huống đánh giá thì ngực, nhưng mà chúng ta biết là trong đánh giá tràn dịch thì siêu âm, tràn dịch màng phổi thì siêu âm vẫn tốt hơn. Đánh giá về tràn khí thì các bạn ngồi giới thiệu các bạn những nghiên cứu thì cái siêu âm vẫn tốt hơn. Thì do đó là đối với cái xương, đối với cái X-quang thì nó cũng có những một cái số hạn chế, đó là hạn chế cho bệnh lý bụng. Chúng ta biết là những bệnh lý bụng cấp thì X-quang cũng sẽ đánh giá rất là ít thôi, ví dụ chỉ có thủng tạng rỗng, tắc ruột, hoặc là trong một số cái hơi bất thường, ví dụ như là hơi đường mật, hơi trong tĩnh mạch cửa, vân vân. Một số trường hợp chúng ta cũng có thể đánh giá được, nhưng mà nó cũng sẽ không nhạy bằng gì so với siêu âm. Và cái thứ hai đó là đối với X-quang tại giường thì rất là cồng kềnh. Chúng ta biết một cái máy X-quang tại giường thì nặng hơn rất là nhiều so với một cái máy siêu âm tại giường, thành ra là cái phần mà muốn chụp tư thế bệnh nhân thì nó cũng rất là khó. Và cái thứ ba đó là cái X-quang thì nó sẽ ăn tia ha, rồi mỗi lần chụp X-quang thì nó cũng bị một cái nhiễm TX một phần đó. Như vậy thì trong cái X-quang thì nó sẽ nhắc lại, X-quang thì hỗ trợ chủ yếu là bệnh lý xương và lồng ngực. Còn đối với những cái phần khác thì như siêu âm, đối với trong cấp cứu thì siêu âm đầu dẫn đóng vai trò là số 1. Chúng ta còn một phương tiện khác là cái CT. Thì CT thì thực tế CT chính là tiêu chuẩn vàng trong cấp cứu. Tiêu chuẩn vàng bởi vì những bệnh lý mà các bạn thấy cần mà như siêu âm mà khó đánh giá thì lúc đó CT là tiêu chuẩn vàng. Tuy nhiên là đặc biệt, tuy nhiên là chúng ta thấy là nó cũng có những hạn chế, đó là tốn kém. CT thì tốn kém rất nhiều, có TX. Và thường CT, chụp CT thì sẽ không thích hợp ở những bệnh nhân mà có huyết động không ổn định. Ví dụ những bệnh nhân mà đang và huyết áp kẹp, huyết áp tục của nó thì thường mình sẽ không chụp CT trong những trường hợp này. Mà lúc đó, nhưng mà những trường hợp đó thì lại siêu âm vẫn được. Thì đó vẫn là một cái lợi thế của siêu âm so với CT. Nhưng mà tất nhiên là trong những cái tình huống khó thì CT vẫn là được, xin nhắc lại CT vẫn là một cái tiêu chuẩn vàng. Trong chấn thương, trong bụng cấp thì gần như rất là nhiều tình huống CT vẫn là tiêu chuẩn vàng. Mình còn phương tiện nữa là MRI. MRI thì các bạn thấy MRI thì đắt tiền hơn, nhưng mà chúng ta đừng nghĩ rằng là cái nào đắt tiền nhất là có giá trị cao nhất. Đặc biệt trong cái cấp cứu đó, thì MRI là ít sử dụng trong cấp cứu, bởi vì là cái chụp rất là lâu, và thông tin của nó thì so với CT được những vấn đề trong cấp cứu đó, thì thường CT vẫn là, nếu mà được lựa chọn với MRI CT, người ta vẫn chọn CT. CT là nhanh mà thứ hai là chẩn đoán rất là tốt những bệnh lý thuộc về cái cấp cứu ha. Và đặc biệt trong chấn thương nữa thì CT vẫn là một cái phương tiện được lựa chọn trong những trường hợp khó. Như vậy nói chung tóm lại đó là chúng ta có X-quang và siêu âm là phương tiện lựa chọn trong khảo sát hàng đầu, mà trong đó đặc biệt là siêu âm là phương tiện, nếu mà các bạn sử dụng tốt thì các bạn cũng sẽ giúp ích rất là nhiều cho cấp cứu. Rồi chúng ta qua phần thứ hai, đó là giới thiệu kỹ thuật FAST, EFAST. Vậy thứ nhất là FAST là gì? FAST là gì?
Kỹ thuật FAST là viết tắt của Focus Assessment with Sonography for Trauma, nghĩa là siêu âm có trọng tâm trong chấn thương. Thì cái thuật ngữ này đã được phẫu thuật viên châu Âu và Nhật đề ra năm 1970. Thì chúng ta biết là đầu tiên kỹ thuật này là được đầu tiên là do các cái anh lâm sàng ha, anh lâm sàng phục vụ, có nghĩa là đề xuất ra một cái phương tiện để chúng ta phục vụ dẫn khảo sát nhanh trong trong chấn thương ha, đó là phẫu thuật viên. Sau đó thì kỹ thuật thuật ngữ FAST được Mỹ tổng kết lại năm 1990. Thì đầu tiên là kỹ thuật FAST, FAST được viết tắt cho chữ Focus Abdominal Sonography for Trauma. Như vậy là cái đầu tiên, cái mục đích đầu tiên của kỹ thuật FAST đó là đánh giá vùng bụng thôi, Focus Abdominal, như vậy thì đánh giá vùng bụng thôi. Còn sau này thì đổi chữ Abdominal thành chữ Assessment, như vậy là đánh một cái lượng giá chung thôi. Vậy sau này chúng ta thấy là trong kỹ thuật FAST nó không phải chỉ có đánh giá bụng không, mà đánh giá vừa bụng nè, vừa ngực, và trong ngực thì có đánh giá phổi và đánh giá tim. Như vậy thì trong cái lượng giá của kỹ thuật FAST nó sẽ những cơ quan gọi là cơ quan trọng yếu trong cái vấn đề khảo sát siêu âm được. Thì như vậy chúng ta sẽ chuyển qua cái lượng giá chung nhiều cơ quan hơn, nhưng mà mục đích chung thì vẫn không thay đổi, đó là đánh giá bệnh nhân chấn thương bằng siêu âm. Rồi, như vậy chúng ta thấy làm FAST nó có khó gì không? Tất nhiên là bạn nhìn cái hình này thì bạn biết ngay là trong cấp cứu thì nó cũng rất là khó khăn, đặc biệt là bệnh nhân chấn thương ha. Mình đã thấy là bệnh nhân có thể là bệnh nhân nhìn cái hình này mình thấy là bệnh nhân máu me rồi các cái dụng cụ cố định vân vân ha, thì đó lại là những cái khó khăn ha. Sẵn giờ ở đây thì mình cũng nói luôn là khi chúng ta làm siêu âm trong chấn thương á, hoặc là siêu âm trong cấp cứu, thì cái phần mà các bạn cũng nên lưu ý, bạn cũng nên ghi vô trong kết quả siêu âm, đó là khó khăn. Ví dụ trong trường hợp mà các bạn siêu âm mà các bạn thấy khó chỗ nào đó thì các bạn sẽ ghi đó. Tôi nói ví dụ làm siêu âm chấn thương đó, ví dụ thường hay gặp nhất là cái này. Ví dụ các bạn xem ha, đây. Đây chính là một cái, giả sử đây là một cái mà dẫn lưu của màng phổi nè, ha, dẫn lưu của màng phổi đó. Và như vậy các bạn thấy rồi, như vậy thì các bạn đặt siêu âm thì các bạn có siêu âm lên được vùng này không? Thì thường phần lớn mình không đặt cái siêu âm lên gạt để coi được. Như vậy tôi nói giả sử như bạn không có thể nào mà bạn gỡ cái miếng này ra để bạn siêu âm được, thì bạn nên ghi một câu là không có khảo sát được dịch màng phổi trái hoặc là khí màng phổi trái do gì đó, do là dụng cụ cố định, dụng cụ băng gạc cố định của cái ống dẫn lưu màng phổi bên bên trái đó. Ví dụ vậy chúng ta sẽ ghi nhận một câu như vậy ha. Tránh trường hợp là chúng ta cứ ghi bình thường nhưng mà mình không ghi nhận cái khó khăn đó để người ta biết rằng là mình có coi đó hay không. Nếu giả sử mình không coi, ví dụ siêu âm chưa coi được cái đó, thì người ta muốn đánh giá cái đó thì người ta cần phương tiện khác, ví dụ X-quang hoặc là CT chẳng hạn. Đó, như vậy thì trong những trường hợp đó thì chúng ta nên ghi cái khó khăn vào ha. Rồi những cái dụng cụ mà gây khó khăn trong cấp cứu đó thì có thể kể ra, ví dụ như là cái dụng cụ mà băng gạc mà chúng ta đang nhìn trên màn hình đây. Thì những dụng cụ khác ví dụ như là cái nẹp xương đùi. Nẹp xương đùi thì thường chúng ta để một cái nẹp rất là dài ha, gãy xương đùi thì thường để một cái nẹp rất là dài và đi lên tới vùng nách, mà đôi khi nó thể che phủ luôn cái vùng mạng sườn, chúng ta không có thể siêu âm được cái vùng mạng sườn. Chúng ta biết đánh giá trong cái dịch màng phổi và khí màng phổi là gần như hiện tại là đánh giá thường quy trong kỹ thuật FAST ha. Thì chúng ta nhớ là chúng ta phải kiểm tra trong chấn thương, chúng ta phải đánh giá cái đó. Rồi một cái dụng cụ khác mà cũng giới thiệu với bạn luôn, đó chính là cái thường những cái băng của mảng sườn di động. Các bạn biết bây giờ đó, những cái cố định của mảng sườn di động đó, thường người ta sẽ có một cái băng, những cố định ban đầu đó thường người ta sẽ có một cái băng từ phía sau lưng, có nghĩa là vị trí cột sống, băng ôm lấy trọn lồng ngực và tới dán luôn tới xương ức. Thành ra về nguyên tắc đó, khi chúng ta làm siêu âm thấy cái băng này thì chúng ta đừng có dại dột mà chúng ta mở cái băng ra rồi làm siêu âm ha. Các bạn nhớ chỗ đó nha, ha, mình nhắc rồi là chúng ta không dại dột, chúng ta mở ra, bởi vì khi mở đó thì cái chuyện lợi nó ít hơn là cái hại ha. Tại hồ siêu âm nếu chúng ta thấy miếng băng mảng sườn lớn như vậy thì chúng ta nên ghi là bên đó có miếng băng, mình không có khảo sát được đó, chúng ta không khảo sát được. Một điểm nữa chúng ta lưu ý nữa, khi chúng ta làm những cái siêu âm mà trong chấn thương đó thì máu là một cái điểm quan trọng. Thì như vậy thì các bạn nhớ là cũng có thể là tuyến dưới đã lên, là thường là tuyến dưới đưa lên, thì đôi khi là có thể là chúng ta chỉ để một cái băng gạc hờ lên trên cái vết thương thôi, mà nhiều khi các bạn chỉ cần với bạn mở với băng một cái là máu xịt ra liền đó. Thành ra khi chúng ta thấy một cái băng như vậy thì phải hỏi nó là cái gì, có xử trí hay chưa. Nếu ví dụ đây là trong chấn thương nhưng mà cũng có thể siêu âm trong những cái vết thương chẳng hạn. Như vậy thì những cái việc mà khi chúng ta bắt đầu mà khi mở cái băng gạc ra thì các bạn cũng phải chuẩn bị cái tư thế là có khả năng là ở dưới đó là một cái mạch máu mà có thể nó phun lên đó. Và cái đó thực tế đã gặp rồi đó, nếu các bạn không có kinh nghiệm thì chỉ cần bạn mở đầu cái là có thể xịt máu lên trên mình bạn liền. Thì đó thực tế là những cái chúng ta làm chúng ta cũng phải lưu ý.
Và như vậy với những cái máu me, với những cái cấu trúc tổn thương như vậy thì nên làm xem như chấn thương đó, thì mình phải nên bọc đầu giò bằng một cái nếu được thì bằng thường ở Cần Thơ thì mình sử dụng cái găng vô trùng ha, găng vô trùng. Một số đơn vị thì mình thấy làm cái này cũng rất là hay, đó là sử dụng cái miếng bọc của cái mà bọc thực phẩm đó, các bạn biết cái miếng bọc thực phẩm rất là mỏng đó. Hay người ta sử dụng đầu tiên chúng ta check gen lên trên cái đầu giò, sau đó chúng ta lấy miếng bọc cái bọc vào bọc cho nó sát đầu giò, sau đó khi làm xong đó thì mình sẽ gỡ hẳn nguyên bọc mình giục luôn đó. Thì cái đó mình thấy cũng là một cái cũng là một cái sáng chế của Việt Nam ha. Còn riêng đối với nếu thực tế ở nước ngoài thì người ta có những cái dụng cụ chuyên dụng luôn để sử dụng cho những cái trường hợp mà muốn cần cần vô khuẩn ha. Đó thì như vậy đó là một số cái đặc điểm. Và như vậy siêu âm nhâm chấn thương thì mình thấy là bệnh nhân không có hợp tác. Bệnh nhân nằm như vậy thì không hợp tác rồi, như vậy bạn thấy làm siêu âm chấn thương đó, thì bạn nhớ là đầu giò siêu âm của mình là gần như quyết định, chứ mình không cần bệnh nhân hít vô thở ra hay là hít sâu nín thở gì hết. Thì tất nhiên nếu bệnh nhân được thì tốt, nhưng mà phần lớn như bệnh nhân chấn thương thì thường người ta sẽ không hợp tác với mình đâu. Và như vậy cái kỹ thuật của người làm siêu âm là cũng sẽ đóng vai trò quyết định trong vấn đề tạo được cái hình tốt hay không đó. Bệnh nhân xoay trở đấy kém thì cái này biết rồi, các dụng cụ ha. Rồi và một cái điểm siêu âm chấn thương cũng gây khó, đó là thao tác phải nhanh. Nếu các bạn làm chậm quá thì bệnh nhân đôi khi có thể tử vong đó. Nếu mà ta cứ ngồi mò hoài chúng ta không biết đường ra, xin nhắc lại một hồi mình sẽ nói tại sao các bạn không biết đường ra ha. Thì mình thấy là cái thao tác phải nhanh, làm phải nhanh như vậy mà cắt cơ bản bập bập bập, mà chúng ta quyết định ngay những cái điểm mà cần quan trọng trong đánh giá thì mình kết luận ngay, chứ mình không có ngồi đó mình rề rà được ha. Và nãy mình đã phân tích rồi, trong cái nhiễm khuẩn và chảy máu thì đó cũng là một cái khó khăn trong cái xâm chấn thương ha. Đó, xâm chấn thương. À, như vậy thì chúng ta thấy là đây là giới thiệu một cách cơ bản. Chúng ta thấy khi làm siêu âm chấn thương thì các bạn sẽ phải lượng giá trước khi bạn sẽ phải gặp những cái tình huống nào. À, thì đó cũng cũng là một cái mà thường mình cũng hay nói á, là khi chúng ta làm, giả sử như mình hay nhắc các bạn là làm những cái siêu âm mà liên sườn đó, ví dụ coi lách hay là coi mà thận đó, ở rãnh vô vi sanh rồi đó. À, một số các bạn thích là cho bệnh nhân nghiêng nghiêng phải, tất nhiên là chúng ta nghiêng phải nghiêng trái thì mình sẽ coi cái vùng khoang mori xanh hoặc là lách là tốt hơn rồi, tất nhiên là chuyện đó là hợp lý. Nhưng mà chúng ta cũng một phần chúng ta cũng phải hiểu rằng là đối với khi mà chúng ta làm chấn thương đó, nếu chúng ta không quen các mặt cắt mà bệnh nhân nằm ngửa đó, và chúng ta cứ nghiêng hoài thì khi bệnh nhân nằm ngửa chúng ta sẽ cắt không ra. Nên như vậy đó là cái kỹ thuật. Như vậy mình cũng khuyến cáo các bạn khi chúng ta gặp mặt cắt coi thận hoặc là coi 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 lách bằng cái đường liên sườn đó, thì chúng ta nên cắt ở mặt cắt nằm ngửa để cho quen, chúng ta tập cắt để ra hình cho nó quen, khảo sát được. Thì khi chúng ta đến thực tế gặp bệnh nhân trong chấn thương thì các bạn rất là tự tin trong vấn đề khảo sát, và gần như cái đó cũng là một cái một thuộc về cái kỹ năng. Rồi chúng ta tiếp theo chúng ta giới thiệu tới cái phần các cái trang bị và bệnh nhân trong cái và cái phần chuẩn bị bệnh nhân trong cái kỹ thuật FAST. Thì đối với đầu giò của cái phòng cấp cứu đó, đầu giò siêu âm của phòng cấp cứu thì thường cũng là những đầu giò cơ bản thôi. Trong đó thì chúng ta giới thiệu sơ qua là có đầu giò convex. Convex thì cái lợi điểm của convex là đánh giá được cái bụng tổng quát. Cái thứ hai là cái đầu giò linear. Linear thì trong những cái trường hợp mà chúng ta cần đánh giá nông, ví dụ đánh giá các cái mô mềm, tụ máu, mô mềm thì đó, thì chúng ta sẽ đánh giá bằng giò linear. Và linear rất là hữu ích trong đánh giá cái khoang màng phổi ha. Các bạn nhớ là trong cái đánh giá khí màng phổi thì linear rất là hữu ích trong đánh giá khí màng phổi, bởi vì nó sẽ cho chúng ta đánh giá các cái thông tin về về các dấu hiệu trong trần khí màng phổi tốt hơn so với đầu giò convex. Và một cái đầu giò mà nếu mà trong cấp cứu mà được trang bị nữa thì rất là tốt, đó là đầu giò sách to. Sách to nó có một cái lợi điểm, đó chính là chúng ta thấy là đầu giò sách to là cái diện tiếp xúc rất là nhỏ nhưng mà cái góc quét rất là rộng. Mình thấy diện tiếp xúc là nó có chút xíu thôi so với đầu giò convex nha. Đầu giò convex diện tiếp xúc rất là nhiều nhưng mà cái phần góc quét rất là rộng, cái góc quan sát thì chúng ta thấy được 60 90 độ, nhiều hơn rất là nhiều so với convex là chỉ có 45 độ thôi. Như vậy thì đó là một cái lợi điểm của sách to, là được là có thể khảo sát cái phần những cái tổn thương của ngực tim ha. Bởi vì là sách to, đầu giò sách to thì để vào khoang liên sườn rất là tốt ha, và có thể khảo sát thì những cơ quan bên trong rất là tốt. Đó, như vậy thì nếu mà được cái đầu giò sách to thì tốt để trong đánh giá tim với lại các cái tổn thương của phần ngực. Và nếu được nữa thì nếu trang bị cái Doppler, nếu mà siêu âm máy siêu âm mà có siêu âm Doppler nữa là cũng sẽ giúp ích nhiều, đặc biệt là trong cái khảo sát mạch máu, khảo sát các cái tổn thương của vùng các tạng đặt. Thì như vậy cái khảo sát cái tổn thương vùng rốn rốn mạch máu rồi đó, thì cái đó chúng ta sẽ khảo sát bằng Doppler tốt hơn.
Nó tuy nhiên là nói chung về cơ bản đó là theo mình nghĩ là chỉ cần một cái trắng đen với đủ ba cái đầu dò này, hoặc là thậm chí là chỉ cần là hai đầu dò thôi, là convex và linear thôi, thì như vậy là nếu chúng ta làm siêu âm thì cũng có thể đủ để chấp nhận được rồi. Nhiều đó là đủ đủ để khảo sát những cái thông tin mà giúp ích cho cái quyết định ở lâm sàng rồi ha. Còn đối với chuẩn bị bệnh nhân thì sao, trong cái thực phát thì bạn thấy là đâu cần chuẩn bị gì ha. Bệnh nhân đến với chúng ta như thế nào thì chúng ta để như vậy thôi ha. Nhưng mà về phần làm kỹ thuật làm thì bệnh nhân thì nằm ngửa, nếu được thì nếu bệnh nhân còn hợp tác với mình được thì hai tay đưa cao lên đầu, bộc lộ mạng sườn thế thôi, bộc lộ và như vậy thì chúng ta như vậy chúng ta làm thôi. Rồi chúng ta giới thiệu qua các cái mặt cắt của kỹ thuật FAST. Mặt cắt kỹ thuật FAST thì theo hướng dẫn của Hiệp hội Sâm Hoa Kỳ 2014 thì kỹ thuật FAST được thực hiện bởi năm mặt cắt cơ bản. Thứ nhất là mặt cắt mộng tư trên phải, hay là mặt cắt liên sườn phải, mặt cắt rãnh Morrison, hay là mặt cắt phân ganh gan. Như vậy nó có nhiều cái tên khác nhau, nhưng mà nói chung là cái khảo sát của trong mặt cắt mộng tư trên phải đó là chúng ta đánh giá cái dịch trong khoang Morrison, có nghĩa là khoang giữa gan và thận phải. Thứ hai là mặt cắt mộng tư trên trái, hay là mặt cắt liên sườn trái, mặt cắt phân quanh lách, thì đây chúng ta sẽ xem cái dịch, mục đích của mặt cắt này để xem dịch xung quanh cái phần quanh lách hoặc là rãnh lách thận trái ha, rãnh lách thận trái. Mặt cắt thứ ba là mặt cắt vùng chậu, để hay là gọi là mặt cắt hạ vị, mặt cắt túi cùng buccal, thì để khảo sát cái dịch ở hạ vị, dịch túi cùng. Và mặt cắt thứ tư là mặt cắt quanh tim, hay là mặt cắt dưới xương ức ha, hoặc là mặt cắt dưới xương ức, mặt cắt dưới sườn. Thì đây mặt cắt này là ở trong cái kỹ thuật của chúng ta là giống mặt cắt số 1 vậy đó, nhưng mà chúng ta hướng vào phía vai bên trái chứ không cũng hướng vào vai phải như mặt cắt số 1 ha. Thì mặt cắt này để khảo sát cái phần của tim, ví dụ đánh giá dịch màng tim, đánh giá cái co bớt cơ tim, đánh giá EF vân vân. Và thứ năm đó là mặt cắt trước ngực. Mặt cắt trước ngực thì mặt cắt này thì để khảo sát cái khí của màng phổi. Thì đây là mặt cắt mới trong cái năm 2014, còn nếu mà trước đây thì trước 2014 thì chú ý bốn mặt cắt ở trên hạng 1, 2, 3, 4 thôi. Mặt cắt số 5 thì là nó thuộc về cái EFAST, nghĩa là thuộc về cái phần mở rộng, nhưng mà sau này thì chuyển cái phần này lên thành coi như là mà coi như chuẩn luôn ha, coi như nó là thần quy luôn. Rồi chúng ta giới thiệu về các cái vị trí của trong cái thuật FAST đó. Thì các bạn thấy đây là mặt cắt quanh tim, rồi đây là cái mặt cắt quanh lắp ha, rồi mặt cắt rãnh Morrison là mộng tư trên phải ha, tại kia là mộng tư trên trái, mặt cắt hạ vị và mặt cắt trước ngực ha. Rồi, đó là các mặt cắt cơ bản của kỹ thuật FAST. Rồi chúng ta giới thiệu các bạn là mặt cắt quanh tim. Mặt cắt quanh tim thì để mục đích đó là tìm dịch màng ngoài tim ha. Đầu dò sẽ hướng đầu dò dưới mũi ức và hướng về phía vai bên trái ha, đầu dò hướng dưới mũi ức và hướng về phía vai trái. Và trong cái khảo sát mặt cắt quanh tim đó, thì một số cái đánh giá thì ở đây đánh giá thì các bạn tham khảo thôi, đó là dịch màng tim lượng ít, nếu mà khi mình đo cái bề dày dịch màng tim nhỏ hơn 10 mm ở thị tâm trương và không chiếm hết chu vi của tim ha. Còn nếu mà trung bình thì cũng như vậy, nhưng mà cái dịch nó chiếm hết toàn chu vi của tim, còn lượng nhiều thì 10 đến 20 mm, hoặc là rất nhiều thì trên 20 mm, hoặc là có cái bằng chứng là chèn ép tim cấp ha. Thì đây là một số lượng giá cơ bản để các bạn có thể tham khảo. Và nếu làm xem tim á, coi như cái này đánh giá tim, thì như vậy có thể kết hợp các mặt cắt khác để khảo sát vùng tim và đánh giá EF vân vân, ví dụ như là mặt cắt cạnh ức đó, hoặc là mặt cắt từ mõm tim chẳng hạn đó, thì như vậy đó là cái mặt cắt khác để chúng ta hỗ trợ cho đánh giá tim. Nếu mà chúng ta là những người có làm cái tim mạch thì chúng ta có thể đánh giá thêm, còn nếu mà các bạn chưa phải là người làm tim mạch thì chúng cần coi dịch màng tim nhiêu đây, đo bao nhiêu mm thôi cũng đã là đánh giá một cách là cũng tốt lắm rồi ha. Rồi chúng ta tiếp theo là mặt cắt 1/4 trên phải. Mặt cắt 1/4 trên phải là chúng ta tìm dịch mảnh rãnh Morrison. Và một cái điểm lưu ý trong mặt cắt này là chúng ta đừng có nhầm lẫn với túi mật. Một hồi mình sẽ có một cái hình để mình nói là tại sao mà chúng ta đừng có nhầm với túi mật ha. Bởi vì dịch rãnh Morrison nếu mà cắt chúng ta mặt cắt liên sườn đó, hoặc là mặt cắt trung đòn, thì chúng ta sẽ rất là dễ nhầm với cái túi mật. Thì thường mặt cắt rãnh Morrison này thì các bạn nên cắt liên sườn, thì liên sườn cho thông tin tốt hơn ha, liên sườn cho thông tin tốt hơn. Còn nếu chúng ta có mặt cắt dọc trung đòn thì nó chỉ đứng ở vị trí đó thì thông tin nó sẽ ít hơn so với liên sườn ha.
Mặt tiếp theo là mặt cắt mụn tư trên trái hay là co dịch rãnh lách thành trái, thì chúng ta lưu ý trong mặt cắt này là mặt cắt của chúng ta phải là mặt cắt ở đường nách giữa hoặc đường nách sau ha, và tìm dịch rãnh lách thận, và chúng ta hoặc là và chúng ta tìm thêm cái dịch quanh lách. Rồi đối với mặt cắt mà mụn tư trên trái và mụn tư trên phải đó, thì các bạn có thể chúng ta đẩy đầu dò lên trên luôn ha. Như vậy chúng ta đặt cái giữa nách sau, cho đó chúng ta đẩy đầu dò lên trên để chúng ta tìm dịch màng phổi hai bên. Ở đây đẩy đầu dò lên trên luôn ha. Vừa cắt cái thận xong thì đẩy đầu dò lên trên, vừa cắt cái lách xong đẩy đầu dò lên trên để coi dịch màng phổi hai bên ha. Thì cái đó là trong lâm sàng chúng ta sẽ làm. Rồi cái tiếp theo là chúng ta coi cái mặt cắt của vùng chậu đó, thì chúng ta coi một cắt vùng chậu hay là một cắt hạ vị, thì chúng ta coi dịch hạ vị, dịch cuối cùng ha. Thì một cái điểm cơ bản mà chúng ta nhớ trong cái kỹ thuật này đó là chúng ta phân biệt bàng quang và dịch ổ bụng. Thì ở mặt cắt dọc đó, ở mặt cắt dọc bàng quang thì nằm phía dưới có giới hạn rõ và dịch ổ bụng phía trên không có giới hạn. Mà lưu ý ha, khi các bạn muốn phân biệt bàng quang với dịch đó, thì bạn nên theo mình kinh nghiệm đó, thì nên là cắt mặt cắt dọc, mình nữa cắt ngang nha, cắt dọc hạ vị và kéo cái đầu dò về mút ở dưới. Sau đó là chúng ta thấy là cấu trúc bàng quang thì thường nằm phía dưới và có giới hạn rõ hơn. Có giới hạn rõ có nghĩa là mình sẽ thấy có một cái thành bàng quang, nó sẽ bao quanh cái khối bàng quang. Còn cái dịch ổ bụng thì nó sẽ nằm phía trên của cái phần của bàng quang và nó không có giới hạn. Và một lưu ý nữa các bạn có thể quan sát đó là cái quai ruột nó sẽ trôi nổi trong dịch. Như vậy nếu chúng ta thấy một cái khoang đó không biết bàng quang hay là dịch, thì mình coi nếu ruột nó trôi nổi bên trong nó chính là cái vị trí của cái dịch đó ha. Còn bàng quang thì ruột thì nó sẽ không chui vô bàng quang được ha. Mình sẽ không có ruột trong bàng quang đó, thì đó là cái chúng ta phân biệt ha. Và nên thường là các mặt cắt dọc để chúng ta phân biệt ha. Rồi tiếp theo là mặt cắt trước ngực. Mặt cắt trước ngực đó thì để tìm cái tràng khí màng phổi, và cái đầu dò của chúng ta sẽ là đầu dò dọc trung đòn hai bên mà di chuyển xuống. Chúng ta ở cái khoang từ quãng quan liên sườn 2-3 này, chúng ta đặt ở đây là trung đòn và chúng ta cắt di chuyển xuống và xoay dọc theo liên sườn khi thấy bất thường ha. Như vậy là trên này là chúng ta mặt cắt chúng ta là mặt cắt dọc, và khi chúng ta thấy tổn thương thì chúng ta sẽ xoay dọc lại di chuyển xuống và hai bên chúng ta nhớ ha, chúng ta hai bên. Và chúng ta quan sát cái gì thì một hồi trong cái phần phân tích về đánh giá tràng khí màng phổi thì mình sẽ giới thiệu cho bạn. Chúng ta xem đây là những cái hình bình thường, đây là các cái hình bình thường, đây là cái mặt cắt quanh tim nè, đây là tim nè, đây là mặt cắt quanh lách, mặt cắt rãnh mô ri xanh, đây là gan, đây là thận, và đây là mặt cắt hạ vị, đây là bàng quang ha. Các bạn lưu ý là khi chúng ta làm xong trong chấn thương đó, nếu mà các bạn thấy một cái bàng quang căng như vậy thì mình cũng có thể biết rằng là cái bàng quang thì chúng ta không có vỡ bàng quang ha. Thì các bạn ghi nhận là bàng quang mà căng nước tiểu, ví dụ các bạn ghi trong cái phía sau á bàng quang căng nước tiểu, thì như vậy nó cũng là một cái cũng là một cái đánh giá là cái bàng quang này là tốt, nó cũng không có bị vỡ ha. Rồi chúng ta tiếp theo giới thiệu mặt cắt ISFAST. ISFAST hay là viết tắt của chữ Extended FAST có nghĩa là FAST mở rộng. Thì các mặt cắt mở rộng thì mình sẽ có là đánh giá qua mặt cắt qua rãnh đại tràng phải và trái để tìm dịch rãnh đại tràng. Như vậy cái này hỗ trợ thêm cho cái vấn đề khảo sát dịch ổ bụng thôi. Mặt cắt khoang màng phổi để tìm dịch màng phổi, thì chúng ta thấy là đây là đánh giá cái mặt cắt dịch màng phổi là ở phía sau ha. Mặt cắt cạnh ức và mặt cắt mõm tim thì đây là hai mặt cắt để khảo sát cái tim ha. Rồi mặt cắt khảo sát tim mạch chủ dưới đánh giá là thiếu dịch hoặc là dư dịch trong cái đánh giá thể tích tuần hoàn á. Như vậy chúng ta sẽ đánh giá thiếu dịch hoặc dư dịch trong khảo sát tim mạch chủ dưới, thì đây mình nữa sẽ có một cái video riêng để nói về vấn đề khảo sát tim mạch chủ dưới trong đánh giá thiếu dịch và dư dịch ha. Thì đây cũng là khảo sát để đánh giá thêm trong cái khảo sát của cái cấp cứu ha. Chúng ta có các kỹ thuật khác như là đè ép, ví dụ trong một số trường hợp chúng ta đè ép hoặc là xoay chở bệnh nhân trong cái hơi tự do, dịch tự do và sỏi sẽ thay đổi vị trí khi thay đổi tư thế bệnh nhân. Thì này mình nói luôn cho bệnh lý bụng cấp luôn ha. Rồi như vậy thì nhưng mà chúng ta nhớ là đối với xe chở bệnh nhân đó, thì trong cái siêu âm cấp cứu và siêu âm chấn thương thì hạn chế ha. Bởi vì là chúng ta biết bệnh nhân trong chấn thương thì nếu chúng ta xe chở mà nhiều quá thì đôi khi nó có thể gây hại ha. Thì chúng ta biết hại cái gì thì chúng ta biết rồi ha. Trong cái chấn thương đó thì chúng ta hạn chế xe chở ha. Ở
phần nội dung video đến đây là hết. Các bạn có thể đăng ký và để lại bình luận bên dưới. Xin chào tất cả các bạn.